Hello anh em, chào con cô bác ha. Bữa nay bên xưởng em mới ra thêm một cái mẫu vỏ siêu tải ha. Vỏ này thì vỏ kích thước của nó là 7m2 ha. Ngang của nó là từ bên mặt bên đây qua mặt bên cuối bên đây là 1m13 ha. 1m13. Bề cao của nó là 50 anh em. Tâm hạ của chiếc này là 50. Chiều dài thì 7m2. Chiếc này thì tải lớn ha. Để anh em chạy máy ba máy xe ba máy hoặc là máy 4 mà Kuta 4 rồi đó là chạy được bình thường ha. Ưu tiên cho mấy Kuta máy 4 mà máy 4 lỗi sát nhỏ là chạy vẫn bình thường nha anh em. Còn máy 3 thì vô tư. Này là chiếc này mới thành phẩm, em chưa có bấm bản lề ha, mới hoàn thiện xong rồi đẩy ra ngoài này. Ở ngoài trước thì đây em quay mũi rồi luôn ha. Mỗi chiếc thì em có ốp inox trên thành mũi hết nha, để chống va đập. Đây là cái phần mũi của em nó ha, tương đối là chứ mũi không cao nha anh em, mũi tương đối thon chứ không cao. Cong lên tới đe chụp hết nha, và cách khoảng 2 giây là mình có một cái cầu chổi cái gió chạy để tránh tình trạng bị xài máy lớn á, như máy mình không có ok dàn lát của nó không chuẩn hung á thì nó bị rung lắc, cái này mình tránh cho đỡ rung lắc ha. Bên em thì màu nè thì tùy anh em bà con cô bác lựa chọn ha, còn hàng sẵn ra thì em làm đủ màu. Ở ngoài sau đó thì có một cái bẩn chặn lên chỗ cái nền máy cho nó chịu cứng lực được cái nền máy ha. Và thêm 2 cây chổi ống 90 khá là lớn. Đây thì có chiếc này của em này cũng là 72 lái 1m13 luôn, lái 1m1 á, gọi cho nó gọn lại dễ dễ nhớ anh em. 72 lái 1m1 đây. Tâm hạ của em nó thì cao 50 ha. Đây, cái phần mũi của chiếc bên đây mình mới đổ chưa có hoàn thiện nha. Bên em thì cái phần mũi thì em đổ vậy đây nè, phần mũi em có gia cố bột ha, chiếc bột cho mình nguyên cái lằn này luôn, đây nguyên cái lằn sống của cái sống mũi luôn. Thì vỏ tải hoặc là vỏ nhỏ mình á là mình có đi sắn vào bờ ghé vào bờ sắn vô chúng cừ cây đồ nó cũng đỡ cái phần bị bể ha. Em gia cố nguyên một lằn dài luôn là bột ha. Còn gốc lái thì em cũng vẫn có ha. Nguyên cái thằng gốc lái á, là dễ bể nhất trong các cái chỗ bể của vỏ luôn, là dễ bể nhất luôn. Đây, xung quanh này em có đi lằn bột hết luôn nha, vòng qua luôn là chống va đập. Va đập mạnh á, thì có cái lằn này nó đỡ bể nha, rất là cứng. Còn nếu mình không có xài cái lằn bột này á, nó dễ dễ bể lắm, dễ bể gốc lắm. Tại vì cái lớp keo của mình có 4-5 lớp thì nó dễ, rất là dễ bể. Vỏ tải thì mình phải đi ém theo cái lằn bột thì cho nó ok cái theo cái cạnh này nè, cạnh này rất là dễ bể, ốp theo lằn bột luôn là rất ok anh em. Anh em nào cần xài thì liên hệ qua số điện thoại thường ngày của mình đó ha, mình gửi mẫu và giá cụ thể trên đó. Bên đây là chiếc chưa hoàn thiện ha, còn bên đây là hoàn thiện rồi nha anh em.